Xin chào các bạn đã quay trở lại với Quan Bò TV. Hôm nay mình đi làm giờ thấy trong người không có khỏe các bạn, mệt, nghe nó uể oải mệt mỏi. Mình tính làm cái món để ăn giải cảm đó các bạn, cháo. Mình sẽ chuẩn bị chén gạo này để mình nấu cháo nha các bạn. Mình sẽ nấu cháo lá dứa ha, cháo trắng lá dứa ăn với lại khô ha. Ở đây mình có chuẩn bị được mấy cái trứng muối rồi các bạn, mấy trứng hột vịt muối đó các bạn. Đây giờ mình đem đi luộc cái hột vịt muối này ha. Đây mình sẽ luộc cái hột vịt muối này nha các bạn. Mình luộc cái hột vịt muối này, còn gạo cháo này thì mình gạo này mình đem đi nấu cháo ha. Mình thả lá dứa vô, mình làm cháo trắng lá dứa ăn với hột vịt muối với lại khô cá lóc chiên nha các bạn. Thì mình có ghé chợ mình mua được một ít cái này là dưa mắm nha các bạn. Dưa mắm này người ta làm sẵn rồi. Mình chỉ đổ ra, mình chỉ trộn ở đây là thành phần để trộn cho cái dưa mắm này rồi các bạn. Dưa này là dưa gan nha các bạn, người ta làm mắm á. Mình chuẩn bị là ba cái củ tỏi cô đơn và 5 trái ớt, mình giả sẵn rồi các bạn. Thì mình sẽ đổ cái mắm này vô, mình trộn cho nó có ớt với tỏi vô cho nó ngon ha. Để tí mình ăn cháo nha các bạn. Cái này người ta đã trộn sẵn rồi ha, gia vị sẵn rồi, giờ mình chỉ có trộn lên thôi nha các bạn. Rồi giờ mình đổ ra đây rồi, xong mình sẽ đi luộc trứng nha các bạn. Mình đi luộc cái trứng này ha. Rồi, mình đi luộc cái hột trứng, hột vịt muối rồi các bạn. Mình luộc trứng muối này đi ha. Rồi cái này tí mình trộn rồi mình ăn chung với cháo nha các bạn. Rồi mời các bạn đi làm với mình rồi cùng thưởng thức với mình ha. Rồi mình có chuẩn bị nồi cháo rồi các bạn. Xong rồi mình bỏ lá dứa vô ha. Đó, mình bỏ lá dứa vô nha các bạn. Đang sôi ha, bỏ lá dứa. Rồi giờ mình đi chiên khô thôi nha các bạn. Rồi giờ cái chảo nó cũng nóng rồi, bắt đầu mình bỏ khô vô mình chiên nha các bạn. Mình cắt khô nhỏ ra ha. Rồi giờ mình bỏ khô vô mình chiên nha các bạn. Mình chiên khô cho nó gần vàng rồi mình bỏ tiêu vô nha các bạn. Bỏ tỏi vô nha các bạn, xin lỗi. Mình sẽ bỏ tỏi vô nha các bạn. Nếu các bạn chiên bỏ tỏi trước là nó không ngon nha các bạn. Rồi giờ khô nó cũng vàng được rồi nè các bạn. Mình sẽ bỏ tỏi vô ha. Đó, bỏ tỏi vô cho nó thơm rồi mình gấp khô ra mình mang lại bàn ha các bạn. Đó, các bạn thấy ngon không? Quá ngon rồi ha. Khô nó vàng rồi các bạn. Mình chờ tí cho tỏi nó vàng, nó thơm lên là mình mang lại đằng bàn nha. Mình gấp ra mình đem lại bàn nha các bạn. Đừng để cho tỏi khét nha các bạn. Tỏi khét ra cái mùi khô nó không ngon ha. Rồi giờ nồi cháo cũng được rồi nè các bạn. Mình múc lại bàn rồi mình ăn nha các bạn. Rồi mời các bạn lại bàn dùng với mình nha. Rồi cháo dứa, cháo lá dứa gạo, cháo lá dứa ăn với hột vịt muối nha các bạn. Bữa nay ăn giải cảm một bữa nha các bạn. Đây nó muốn bệnh quá các bạn ơi. Nay cơ thể người nó không được khỏe, ăn cháo giải cảm bữa. Đây là hột vịt muối nè các bạn. Đây xin mời các bạn nhé. Đây cháo trắng hột vịt muối nha các bạn, xin mời các bạn nhé. Ngon quá các bạn, quá cực kỳ. Nó thơm với mùi lá dứa các bạn, rất là ngon. Mình có chuẩn bị muối tiêu đây các bạn. Cháo có lạc thì mình ăn muối tiêu ha. Vịt muối rất là ngon nha các bạn.
hột thịt muối mà ăn với cháo trắng là cực kỳ. Rất là ngon nữa, giải cảm, hạn chế chi tiêu trong mùa Covid luôn đó. Đây là cái dưa leo các bạn, cái xin lỗi các bạn, cái này không phải dưa leo mà cái dưa gang, mình nói lộn, cái dưa gang người ta làm dưa các bạn. Xin mời các bạn nhé, dưa gang làm mắm nha các bạn. Về mình chỉ cho trộn ớt với tỏi vô là ăn với cháo là rất là cực kỳ. Giòn mà ngon, rất là vừa ăn. Ngon quá các bạn. Cực kỳ. Quá tuyệt vời. Ngon quá. Cay cay mặn mặn ngọt ngọt, rất là ngon, gia vị rất là ngon. Ngon quá, tuyệt vời. Cháo thì nó thơm nha các bạn. Đây khô, đây khô bằng ngoại cho đây, xin mời các bạn nhé. Con cảm ơn bà ngoại đã cho con khô, khô bằng ngoại cho với lại mắm bằng ngoại cho là bao la các bạn, nhiều lắm, để dành ăn thường thường trong mùa này là không có sợ thiếu mấy cái lương thực đó nha các bạn. Nước mắm với khô với mắm là bà ngoại ở An Giang bà ngoại cho ăn quanh năm mà mình cũng ít dùng tới. Rất là ngon, ăn cháo rất là vừa ăn này, khô bà ngoại ở nhà làm nữa mà. Ngon quá các bạn ơi, làm chén nữa dễ cảm, đổ mồ hôi rồi đó, mình nghe nó đổ mồ hôi rồi các bạn. Đây lá dứa này rất là thơm mùi lá dứa này các bạn, rất là ngon á, thơm mùi lá dứa rất là ngon nha các bạn. Ê, xin mời các bạn nhé, chén thứ hai nhé. Giải cảm, ngon quá các bạn ơi. Trứng nó béo béo mặn mặn lòng đỏ quá ngon. Bữa nay đi chợ thì không phải thúc tiền gì các bạn, mua vậy trứng muối là mua cho các bạn coi, cho cái trứng muối cũ luôn còn các bạn, luộc trứng muối cũ, mình luộc cái trứng muối mà mình đã mua hôm hôm nọ mình làm các bạn, để trứng muối các bạn cứ để hoài không có sao đó, ăn không có hư ha, càng để nó càng ngon. Mình luộc trứng muối rất là tuyệt vời các bạn, ăn với cháo trắng rất là hợp. Dưa này rất là ngon các bạn, trộn về trộn sơ ăn rất là cực kỳ giòn, cay cay thơm mùi tỏi, có cái vị mặn 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 của mắm, ăn hao cháo ăn là tốn cháo giòn giòn. Thơm quá, ngon quá các bạn. Tuyệt vời. Béo, lòng đỏ béo. Béo mà ngon ha. Cực kỳ.
Bây giờ tót mồ hôi nghe nó khỏe mà. Bạn bè yếu yếu trong cơ thể làm nồi cháo về ăn này, bảo đảm với các bạn ngày mai hết cảm luôn. Đang mùa mưa chập xồi này các bạn, dễ bị cảm. Con người dễ bị bệnh nữa các bạn. Nghe đó, mình nghe nó không được khỏe đó. Hôm nay mình suy nghĩ, mình nói thôi nấu nồi cháo trắng này, lá dứa ăn với lại hột vịt muối ha. Rồi xin mời các bạn chén thứ ba nha. Ngon quá các bạn, cháo đang nóng. Cháo đang nóng rồi, cực kỳ ngon. Khô còn lại cho ngon quá các bạn. Quá cực kỳ ngon. Quá ngon, mời các bạn nha. Ăn miếng cháo còn có miếng muối tiêu vô, rất là ngon, thơm mà ngon nha các bạn. Giải cảm mồ hôi đổ, các bạn thấy người mình mồ hôi bắt đầu đổ đó. Rất là khỏe cho cơ thể, ăn rồi là bảo đảm với các bạn mồ hôi rất tốt ra, khỏe. Hết người, hết nghe bệnh, hết mệt mỏi. Rất là ngon, cực kỳ ngon quá các bạn ơi. Quá ăn dừa rất là tuyệt vời, giòn giòn và dừa ăn nha các bạn. Xin mời các bạn nhé. Số 1, không có gì bằng. Người mình nó đổ tông hôi hết rồi mà. Bẻ luôn, khỏi thì bẻ lá sông sông thôi mà. Ở dưới quê ngày xưa hay bẻ lá sông đi sông. Nghe người yếu yếu bẻ lá dầu sinh nghiệp, bẻ lá mạch đằng, bẻ lá ổi, lá cam, lá bưởi, sông lá xả các bạn. Bồng bông rồi đi sông thuốc cú, thuốc ngải gì đó. Ở đó mẹ mình hay làm cho mình, yếu yếu cho người là hay xong nó mà rất là khỏe nha các bạn. Thì ở đây mình ăn cháo này cũng giải cảm nha các bạn. Người nghe nó khỏe rồi, mồ hôi đổ nó toan ra, người mình thấy nó nhẹ ha. Thôi thì chắc có lẽ tới đây mình xin dừng video clip ở đây. Hẹn các bạn video clip ngày mai, mình sẽ cố gắng làm những món ngon hơn cùng các bạn thưởng thức với mình ha. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ, chia sẻ, đừng quên phần bình luận nhận xét bên dưới nha các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ mãi không già. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nhé.